Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, nhà kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều hạnh phúc các bạn ha. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 24 tháng 3 2021, Nông Thu quay trở về huyện Đức Hòa của tỉnh Long An để chia sẻ với các bạn mà cây bonsai. Ở đây là cái khu vực trồng cây kiểng của anh Hồng Tơ. Để chia sẻ các bạn một số mẫu mai để cho các bạn có sự lựa chọn ha. Thì các bạn thân mến, thì Nông Thu cũng vẫn giữ quan điểm là mình làm clip chia sẻ, không tham gia mua bán. Mọi liên lạc giao dịch các bạn vui lòng gọi cho anh Hồng Tơ tại số điện thoại là 0358 879 038 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh Hồng Tơ quen thuộc của điểm bán mai vàng Hồng Tơ ha. Xin chào cô chú gần xa, đam mê cây kiểng mai vàng Hồng Tơ có đâu, là chúc cho cô chú một ngày vui vẻ, một ngàn năm hạnh phúc. Giờ là vì hạnh phúc tới ngàn năm lượng, trời ơi. Giờ là mình có lên là hai clip mai bonsai thôi, và để mặt hàng bông mình có giữ là một cây để cho cô chú để tham khảo là những cái bông coi nó đạt chuẩn yêu cầu, nó đẹp hay là nó xấu. Thì đây là cái mẫu của bông mai là để lại để cho các bạn thấy là cái lô hàng này nó nằm trong cái mẫu của cây mai, xem các bạn xem thử cái mặt bông đó các bạn ha. Đây là cây mai này, là cây mai là mai zin đúng không? Mai mình trồng từ hộp đó các bạn. Mai trồng từ hộp. Thì cái cánh dao động của những cây mai này thì nó dao động từ 7 8 9 10 11 12 vậy ha. Nó không phải như là dòng mai ghép. Thì nó dạo lai Thủ Đức nè. Dạo lai Thủ Đức. Địa chỉ số điện thoại của Hồng Tơ 0358879038, khu vực 2 thị trấn Đức Hòa, Đức Hòa, Long An. Dạ cô chú anh chị vừa qua ủng hộ Hồng Tơ cũng có được số vốn để đi săn lùng kiếm những cây mai nó vừa tiền và nó đẹp và nó phù hợp bông luôn. Rồi cái hình thức mà chốt hàng của cái vườn mình thì nó thế nào nhỉ? Nhỏ vậy là mình bao ship 300 km, bao ship 300 km, lớn là 200 km. Đó, tiền là mình hỗ trợ cho mình là 10% thôi. Kiểu như là gửi đến trước là làm tin là 10% hả? Dạ đúng rồi. Xong rồi gửi hàng đi thì nhờ bên bưu tá họ thu hộ, ship code họ thu hộ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Thôi bây giờ không mất thời gian của cô bác và anh chị, chúng ta tiến hành chào những cái sản phẩm của mình đi Hồng Tơ ha. Dạ. Xin chào cô chú, mình lên cây số 1 đi. Cây số 1 đây là cây mẫu của cái lô hàng này các bạn ha. Nên bỏ lên cây số 1 đi. Rồi, anh cứ ngồi về cái nó luôn. Rồi, bắt đầu cây số 1. Cây số 1. Đến quay vòng đi. Rồi, bắt đầu mình thông số. 23 quành. Quành 23, chiều cao của phôi. Chiều cao của phôi tới đỉnh là nó 46. Rồi bầu, đường kính bầu. Đường kính bầu là nó 47. Rồi, em quay mặt tiền thì hướng kính em ơi. Đúng rồi. Bắt đầu quay em chọn cái góc hai cho bạn thấy ha. Đây là cái phôi này mình đánh giá là phôi số mấy? Phôi số 1. Phôi số 1. Cây này mình giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu 7. 2 triệu 7 phôi số 1. Rồi, bắt đầu mình xuống cây số 1. Chắc con nó đi anh ta. Giờ ta chắc theo hàng luôn đó. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn phôi số 2. Số 2. Đây là cái giống mai dảo, soi phôi mai dảo các bạn ha. Để cho các bạn thấy mặt bông lúc đầu clip rồi. Nói chung là cô chú anh chị này là thầy xem qua vừa rồi cái chỉnh cái bông là nằm trong cái lô mai này. Nhỏ nhưng mà nó sửa từ nhỏ tới lớn nhưng mà vẫn là đẹp, có vỏ nha. Giá cũng phù hợp cho cô chú anh chị đã chơi. Rồi, mình thông số. Quành 20. Cây số 2 quành 20. Chiều cao 39, thành tài. Số 39 là cây kính bọc. Đẹp. Rồi cũng 39 bầu luôn. Xây vài vòng đi, xây vài vòng đi. Nhỏ mà quái lắm cô chú anh chị. Để tham khảo cái clip này ủng hộ Hồng Tơ.
để có số tiền để mình đi tầm những cái khác nữa cho cô chú anh chị. Để đây là lần thứ ba là Mai Vàng Hồng Tơ đã góp mặt trên cái chương trình thu bonsai, mong rằng cô bác và anh chị tiếp tục ủng hộ ha, để cho Hồng Tơ có tinh thần đi săn lùng những cái mẫu cây vừa đẹp giá phù hợp để cho các bạn chơi. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Dạ. Cây số 2. Chào giá. Dạ. Bán 2,5 triệu. Cây số 2 là giá 2,5 triệu. Rồi, em số 3. Cây số 3. Cây số 3 cũng như là cây dáng hình thú luôn. Từ số 3, số 1, số 2, số 3 hình thú luôn. Cây này đã được đào tạo nè, đào tạo uống cái gốc cái từ nhỏ nè, nó lắc lượn dữ dội ha. Thông số. Báo cáo thông số. 25 hoành. Chiều cao 35, 53. Lộn. Nhiêu? 53. Chiều cao 53. Đường kính bầu 44. Cây nào cũng quái anh chị cô chú rồi ủng hộ dùng chuyển Hồng Tơ. Nhớ đăng ký dùm kênh thu bonsai. Đã có kênh rồi thì like ra thêm để cô chú anh chị để đón tiếp, để tham khảo để mua 1-2 cây mai vàng để làm Tết đặng lấy lộc. Rồi mẫu số 3. Rồi cây số 3. Cái mẫu bông thì đã đầu clip cũng đã chia sẻ, đây là cái lô hàng đó giờ giao hàng 25. Nếu các bạn mà cứ nuôi thử 1 năm đi, nếu mà mình không thấy thích nữa thì mình có thể mình ghép vô các cây khác cũng được. Chiều cao 50. Chiều cao 50, bầu 44. Rồi cây này mình giao lưu là 2,7 triệu. 2,7 triệu vẫn rất là phù hợp. Nhớ mong cô chú anh chị nào tham khảo được là mua giùm 2-3 cây đó, mình ship bằng xe Honda luôn. Cho nó khỏe. Chứ một cây xếp mà sẽ hơi hả? Hai cây xếp Honda hả? Hai cây gỡ, một cây gỡ của điện. Cũng tạo điều kiện cho cô chú để ủng hộ mình mà. Vậy là mình bao xếp trong phạm vi 300 km phải không? Dạ đúng. Rồi cây này cây số 4. Đến sửa như vậy nè. Rồi dựng gọn lên đủ tiền. Đã đem vô nhà mini chơi thoải mái. Cái số 4, mẫu số 4. Rồi, thông số luôn. Hiện giờ có cái lễ quỳ của trời đâu không được. Rồi, 21, con én nhỏ. Sao đó không được là sao? Ý, nó đo không được xác đây, quỳ đo lúc ngoài đây cái cây bự một thành nó nhỏ. đo cái khúc. 21. Đây, chiều cao từ cái bầu đế lên 49. Thôi bầu chắc cũng tơ vậy không à. 48. Rồi chào giá số 4. Mình giao lưu là 2,5 triệu. Số 4 được chào giá là 2,5 triệu. Cây số 5. Phật số 5 nhỏ mà có vỏ rồi chú ơi, sửa từ nhỏ giờ thấy có duyên, để mong cô chú anh chị ủng hộ Hồng Tơ cái kiển lô này rồi kiếm lô sau nữa. Này 19, hoành 19 này, giờ đo cái ngã vậy đi, cái quỳ nó ra đi, 39 luôn. Rồi xây cây màu. Bầu ngang ngửa nhau 9-10 không à, khỏi đo bị ngang bầu ấy. Cái bầu án án vậy đây thì các bạn biết, các bạn chuẩn bị chậu ha. Cái bầu đó khoảng 50 đổ lại đúng không? Cỡ 50, chậu 60 là ngon nhất. Này mình vô chậu 60 là vừa các bạn. Rồi mình giao lưu cây số 5 này 1,3 triệu. 1,3 triệu. Đây. 21 cái đó là anh shipper này đề nghị là phải Hồng Tơ đặt đồ rồi về là có phải đặt đồ luôn nha. Nhân viên của Hồng Tơ sao không có áo mặc luôn. Mà riết mà không có tiền. Mà riết mà không có tiền mua được cái áo đâu không? Chỉ được sống đủ cái quần hả?
Sắm được cái quần hên lắm. Cây số 6. Tội ghê, thấy tội, tội này chưa xử. Cây số 6, phải số 6. Cây số 6, tổng số. Làm thiết mà không cáo mà mặt luôn á. Từ có mấy gái, hai chục đỉnh nè. 48. Chỉ có phái không có mê không? Phái sơ sơ. Phái sơ sơ. Ngài phái hai cô đủ rồi ha. Rồi, cây giao lưu 1,5 triệu. 1,5 triệu. Nhỏ mà vẫn có duyên, có vỏ nha. À, duyên cây là đây là mai, không phải là mai tự nhiên. Các bạn hắn mai được đào tạo từ bé. Qua trường lớp rồi không? Qua trường lớp rồi. À, đã qua trường lớp đào tạo từ nhỏ rồi. Thành ra cái cây nó cứ lắc lượng từ dưới gốc lắc lên. Tới cây số 7. Quái à. À, lắc lượng. Đế dữ dằn. À, đế duyên, duyên cây. Rồi, thông số. 21. Chiều cao 47. Bầu cũng như nhau. Rồi, quên dòng nữa giờ báo giá cho cô chú luôn. Rồi, cây này giao lưu 2,5 triệu. 2,5 triệu, cây mang mã số 7. Rồi, ok, tiếp tục. Rồi, cây số 8. Số 8. Rẻ bự lắm à. Để kiểu đồng tay à. Số 8. Cây số 8. Vàng cara. 24. Cái gì có đáp án đó. Số là có án. 47 con heo luôn. 21 thì heo. 47 heo già hả? Heo tơ. Heo dừa. Heo dừa. Rồi, cây số 8 giao lưu cho cô chú anh chị là 2,7 triệu. 2,7 triệu đang heo, là heo dừa ăn thịt phải không? Dừa ăn thịt được phải không? Vâng. Không ăn chưa? Rồi, xuống. Bao nhiêu? 2,7 triệu hả? 2,7 triệu. Rồi. Rồi, tiếp tục. Rồi, cây này cây số 9. Số 9, phôi số 9. Rồi, chứ số 9 hình thú dữ nha. Mình để hình thú dữ á. Rồi, có cái thông số. 25. 42. 60. 56. Rồi. Chào giá. Rồi, cho cái giá luôn. 93 triệu. Cây này là số 9. 3 triệu. 3 triệu. Chào giá là 3 triệu. Cho phôi số 9. Rồi, tiếp tục em số 10. Số 10 mang cành hồng rất đẹp của chú anh chị ơi. Hai mươi lăm. 39. 10 giao lưu cho cô chú anh chị là 3 triệu. 3 triệu. Và chậm chậm thôi, và nhanh ta nhìn thấy không kịp. Từ từ cứ từ từ là cháu nó cũng nhừ thôi. Rồi, ok. Cây 11. Trực lắc. Trực lắc. Giáng siêu mang trực lắc. Giáng siêu lắc, vừa nó đực lắc, siêu lắc, tôi tấn 59. Hai mươi một, bầu như nhau, rồi 44.
cây 11 giao 1 triệu 7. 1 triệu 7. 1 triệu 7. Cây 12. Đây nồm thì thường quá. Sắp rồi. 24. 38. Rồi, ngay số đuôi của Hồng Tơ luôn. 38. 38 là con gì? 38 ông địa. Ông địa hả? À. Rồi, giao một cây số 12. 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Rồi, ok. Mười ba có mặt trên thị trường cho cô chú anh chị xem ủng hộ Hồng Tơ cũng vừa túi tiền cô chú anh chị vừa mới chơi cũng chơi được 25 50. Rồi cây 13 này để chào hàng cô chú anh chị là giá 2 triệu 2. Mong cô chú anh chị coi dùm cái clip này mua ủng hộ 2-3 cây rồi cho shipper chở luôn, shipper tèo. Tony rồi, thiếu rồi, Tony chèo. Mà thiếu chỗ Tony đâu chịu. mốt là lỡ lấy áo về anh phải mặc lên chào khán giả nghe, tôi là shipper của Hồng Tơ kia kiển à. Chứ phải chào đăng quang chứ. Đúng rồi. Có xe 300 thương hiệu quảng cáo của năm nữa 400. Chứ hôm nay là sexy quá nè. À, tiếp tục chưa kịp. Ừ. Tiếp tục. Em số 14. Em số 14 hả? Rồi, em số 14. 14. Chiều cao 59. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. 2 triệu. Thiếu người đâu được đâu. Mười lăm. Nhỏ mà có vỏ. Con đừng lên bầu mình con luôn. Nhưng mà giờ là trên đây là cái lưng nó bị trái miếng nhưng mà muốn liền lại cô chú anh chị. Mình mua mình tham khảo mình coi cho kỹ chứ đây là mua bán vận chuyển tôi chân thật hết á. Cái lưng nó bị tróc hả? Vậy là cây mai là mấy cái hả? Mai này là lý do là nó khoai cái lưng quá bị trái miếng. Thì cái mai chóc lưng là mấy cái. Rồi, cái này mình giao luôn là cô chú anh chị là 1,5 triệu. 1 triệu. Có 1 triệu thôi, nó lộn cái số 15. Là cái này mà giao có 1 triệu thôi. Nhưng mà thông số có chưa? Rồi này thông số 15 là giao 1 triệu. 1 triệu. Quanh cây dưới trên thôi chưa? Chứ ông nhìn nó cào cái lưng không quên hết rồi. 19. 49. Rồi, có 1 triệu. Rồi trái cái xíu trên lưng thôi. Rồi tiếp tục. Này là cây dáng trật cái cây này là dáng nó xù xì không? Là cái muốn lên nó nâu à. Cái dáng xù xì cái này. Cái na mai này kêu mai vú á. Trong cái nách nó tét ra nó hết cái vú. Nó nâu. Cây số 16. Rồi cây 16. Số 16. Hai mươi lăm chính tắc 76 bầu thôi khỏi bầu như nhau cây số 16 giao lưu 1,7 triệu. 1,7 triệu phải à. Rồi cây số 17 cây này dựng sao cây này. Cây 17 là cây này nó muốn lên xù anh em ơi.
cây này nhỏ nhưng mà 22 hoành thôi. Từ phụ đế ra cứ con lắc. Nó 66. Cây này giao lưu cô chú anh chị là 5 triệu. 5 triệu ha. Bởi cây này nó đổ xù. Nhỏ lên kia dặn xù lắm. Cây 17 giao lưu là 5 triệu. Được rồi, cái đó nhỏ. Cái 17 giao lưu là 5 triệu. 5 triệu. Rồi bỏ này xuống tờ. Không tới cái kiểu. Rồi, cây số 18. 18. Người ta màu đế cũng khá đẹp nè. Rồi đâu anh? Hai mươi lăm. Chiều cao 70. Rồi giá cây này giao 2 triệu. Bao nhiêu? 2 triệu. Dạ, 2 triệu. Dạ, xong chưa phụ anh Hồng Tân? Rồi. Rồi, tiếp tục em làm số mấy đây? 19. Cái số 19. Toàn những cây lắc lượng không ha? Toàn lắc lượng. Lắc cây bầu này cũng lắc luôn. Cái số 19. Rồi 19. Thông số luôn. 20. Chiều cao đỉnh 50. Bầu cũng ngang nhau 48-49 trở lại. Cái số 19 giao lưu cô chú anh chị 1 triệu 7. 1 triệu 7. Rồi cái số 20. Mẫu số 20 đây. 20 nó lạ quá quái à. Dừng kiển Hồng Tơ là phát ngày thứ tư, thứ bảy hàng tuần. Trong tuần phát hai ngày. 27. Ra coi được chia sẻ giùm cho bạn bè rồi. Rồi. Cây 20 giao 2 triệu 7. 2 triệu 7 cây mang mã số 20. Lên đây chưa? Rồi, lên đi. Đó rồi. Nặng á. Nặng không? Có cái nặng á. 30 kg không? Ừ. Cây số 21. Đi này ra luôn. Hay quá. Chú quay nó rồi. Đế cuộn cuộn thắt rễ. 22. Không, hoành 22. Hoành 22. Cây mang mã số 21. 73 chiều cao. Cây này giao lưu 2 triệu rưỡi. Cái chào giá là 2 triệu rưỡi, cây mang mã số 21. Rồi lên đây. Hồi đổ quá trời. Biết rồi. Y mơ mơ làm có miếng muốn đòi tiền chứ. Mùa hôi đổ. Làm cái gì cũng có mùa hôi ha. Làm gì không đổ mùa hôi. Không có làm gì cũng có mùa hôi, không nói nghe thử coi. Muốn đòi hỏi tiền nữa, có buồn tơ có chút muốn nói tiền nữa. Làm cái gì cũng có mùa hôi hết. Mà nay mùa hôi nhiều năm. Rất là lọt đợt. Lọt đợt. Có những cái nhiều hơn sao không? 23. Không rồi tiền. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 54. Đo dài theo cái bộ đế. Còn mấy cây nữa. Số 22 giao lưu 22 2 triệu 3. 2 triệu 3.
24. 24. 24. 20 mấy? 23. 23. Có lộn. 22 này 23. Rồi, đặc biệt cuối cùng 25. Chiều cao 59. Xong. Cái này cái nữa xong. 23 giao lưu 2.4 triệu. 2.4 triệu được chào giá là 2.4 triệu, cây mang mã số 23. Xuống anh Tèo ơi. Ông táo là 23 đó. Ông cô bác ơi. Là nó 2.4 triệu. Ship 300 cây số. Rồi, tiếp tục em mang mã số 24. 24. Còn nữa không? Dạ có đây đó. 25. À 25 là cây có bông. 24. 24. Đây. Đầu cành này. 23. 70. Chiều cao. Xây xây xây. Cây 24 giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu. Phôi số 24 được chào giá là 3 triệu. Và các bạn thân mến, em số 25 là em đầu tiên để chào cô bác và anh chị. Giờ quay lại báo cáo thông số em số 25 các bạn. Cái số 25 để lấy chỉnh bông nằm trong số 25 này. Thì nhà vườn cố tình là chừa bông lại để cho các bạn thấy mặt bông của cái lô hàng, bởi vì mà khi mà đi mua cây thì họ mua theo lô đó các bạn, đa số là nó giống nhau. Vườn người ta đặt, người ta trồng có một loại kiểu thôi. Em đầu tiên mà đã các bạn thấy mặt bông của clip này. Dỡ lên, dỡ lên. Đưa cái tay lên, tắt kim tốn chút. Đây người mẫu rồi nó. Cây 25 là cái cây mẫu mã nó là mình lấy bông chỉnh để trong cái lô này cho cô chú anh chị đã xem qua. Giờ mình cũng muốn giao lưu luôn. Giá cũng vừa để cô chú anh chị an tâm vẫn bông bé bét đâu. Các bạn nhìn thấy ha. Cây này là giao lưu là bán 1.5 triệu. Cây mã số 25. Mã số 25 được chào giá là 1.5 triệu, nhưng mà thông số thì bà con cô bác chưa có thấy. Bây giờ bà có thông số đi. Thấy mặt bông rồi mà chưa biết thông số của cây nữa là như thế nào. Cây nó nhỏ nhưng mà nó thế thần 19. Cũng được đào tạo từ bé ha. Cái này học ở trường lớp chính quy luôn á. Rồi 1.2 m. Mét 2. Rồi các bạn thân mến, em số 25 cũng là em cuối cùng được báo giá là bao nhiêu hôm tới? 1.5 triệu cũng kết thúc chương trình báo giá hôm nay. Thì cứ năm thu rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ năm thu những video mới nhất ha. Rồi hôm tới ơi, em có phải nói lời chia tay với cô bác anh chị mình thôi. Rồi xin chào cô chú anh chị gần xa. Bữa nay là ông Tơ là có lên 2 clip mai ngày thứ 4, thứ 7 hàng tuần. Là cần nhà cô chú anh chị ủng hộ dùng Tơ, thành thật cảm ơn. Rồi, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha. Bye bye. Gửi cái coi.